Xin chào anh em, hôm nay mình có một con Fujiyama hàng công ty, nội ngoại hắc còn đẹp luôn, ở ngoại hình đẹp nha các bạn. Quay lên cho các anh em cô bác gần xa xem tham khảo cái mẫu âm ly gia đình chuẩn bài. Hàng này là hàng công ty do các điện máy siêu thị lớn được là bán mẫu này nhiều nha các bạn. Hàng này là do công ty Fujiyama sản xuất, và cái model này là DA1, cấu hình là chạy 8 con sò. Ở đây là số lớn hơn sò thông thường, công suất sò này nó mạnh hơn sò bình dân, công suất này là sò chung nha các bạn. Cấu hình 8 sò, con này quýnh 1 cặp bass 25 và nghe nhạc karaoke chuẩn bài gia đình. Ngoại hình còn đẹp luôn, bạn nào xem qua mà thấy thích mẫu này thì cứ liên hệ mình để đặt hàng. Máy đẹp, máy cứng, và đặc biệt con máy này đã được thay full một bộ volume xịn KB Đài Loan. Một bộ này là bên mình bán với giá là 150.000, gồm 26 volume, thay full máy thông dụng, âm ly thông dụng nha các bạn. Một full một bộ là 26 volume. Núm khuyết hoặc là núm đầu tròn bình thường thì vẫn là 150k một combo một bộ. Bạn nào có nhà ý thì cứ liên hệ mình để đặt hàng, tự về thay cho âm ly của mình. Rồi bây giờ mình xin phép mình test con máy và báo giá luôn. Con máy này mình thanh lý chỉ 900k cho các bác không. Máy 900k là máy đẹp, máy cứng và hát tốt, nghe nhạc karaoke má lạc. Quên ở còn ở đây nè, hàng hôm qua mình đã lên hàng cho bác Lộc. Anh này anh Lộc ở thành phố nha các bạn, Lộc ở thành phố, ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, đặt con máy là Kali. Mình đóng gói đầy đủ và chim mốt trên dưới và xung quanh. Nói chung là mình cũng rất là cẩn thận về vấn đề hư hỏng hàng quá, thì mình cũng cố gắng mình bọc mốt xung quanh và mình đóng cái hông gạc tông lại nữa, nhìn cũng ok ha. Thì tí xíu nó quay xong clip là lên đơn đi gửi cho các bác Lộc ở Bình Thạnh này. Tí xíu nữa em gửi hàng cho anh ha. Rồi thì tiếp tục chương trình là con máy ngày hôm nay, bác nào nhanh tay thì quẹo lựa luôn. Con này thanh lý giá cũng rất là phải chăng, hàng Fuji 900 thanh lý giá chuẩn 900k, giá này là không bao ship và chưa đến 1.000.000 đồng, chúng ta sở hữu ngay một con máy hàng công ty, máy vỏ còn rất là đẹp và nội hắc còn cứng, linh kiện còn đẹp mới hết. Nói chung con máy phải chăng, giá cả cực kỳ hợp lý cho các bác. Ở đây có hai cầu AB luôn ha. Đây, đang gắn lo ở trên cổng A thì nhắn vào nó mới ra tiếng ha. Tương tự nhắn ở cổng B thì có gắn lo nó mới hát. Còn ở đây là AB in đầu vào nè, đây là tín hiệu đầu vào cổng A cổng B và nút 3S. Và ở đây sử dụng echo là IC0306, vang nhạy cũng nhẹ luôn. Rồi bây giờ test. Tiếng cũng rất là dễ hát, nghe nhạc karaoke. Đây, tiếp tục mình sẽ test ra cái mic số 1 cho các bạn. Alo.
lên lên lên. Thì nôm na là con máy mình đã test full chức năng, và đặc biệt cái con máy này đã hai full một bộ volume KB xịn, nên cái vấn đề volume gợp gẹt kha hỏng thì các bạn khỏi cần phải lo. Độ bền nó là cực kỳ cao, linh kiện tốt nhất trên thị trường. Hành lý con máy chỉ 900k. Rồi con máy thì như thế là mình đã test full chức năng nghe nhạc karaoke. Và ở đây các bạn thấy cái đèn quắt này là đèn quắt zin theo máy luôn nha. Con máy này còn rất là cứng, và máy vỏ đẹp, mặt tiền sáng láng. Nắp máy đây. Hàng cũ đã qua sử dụng nhưng đã được kiểm tra và test kỹ lưỡng, con máy còn hoạt động rất là chỉnh chu. Ở đợi hát ha. Tương đối đó, gột gan là đẹp nha. Nhôm là nhôm đứng đó, nhôm đứng loại dày, và một bên chạy 1 2 3 4, ở một kênh là 4 con sò than. Và tăng phô của hàng này là tăng phô dây đồng luôn, tăng phô vuông dây đồng dòng tải là 15A nha. Đó, cục này 15A chuẩn. Bo nguồn ở đây, bo nguồn chúng ta thấy thiết kế cũng rất là to. Một cặp tụ, hai cái gờ le. Con máy này đi toàn bộ là dây cáp gài hết nha, hàng công ty. Rồi, thì cái mẫu này giới thiệu như thế không ha. Ly này cũng thuộc dạng là âm ly thông dụng, xuất hiện rất là nhiều trên thị trường, đồ cũ đồ mới gì cũng có nó hết, để khỏi quảng cáo chi nhiều. Chắc âm thì nghe tương đối khá, dạo này nghe nhạc karaoke gia đình Bình Giang, Bình Giang giá chỉ 900k ha mấy các bạn. Rồi thì mình xin phép kết thúc clip và chân thành cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu bạn nào có ghé qua xem qua cái clip này thì mong các bạn hãy ủng hộ mình bằng một like, một đăng ký kênh để cái kênh mình càng ngày được phát triển hơn, thấy không? Phát triển hơn thì mình sẽ có động lực để mình làm nhiều clip, nhiều sản phẩm mới cho các bạn xem, thấy không? Uy tín luôn. Rồi bây giờ mình kết thúc video và chân thành cảm ơn các bạn đã xem video, bỏ thời gian quý báu của mình để xem những video mình up lên. Rồi chân thành cảm ơn các bạn. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp.